Xin chào các bạn. Có một số bạn này nhắn tin ở trên TikTok với Lam này, đó là em chán nản cuộc sống này quá thầy ạ. Em cần cù chịu khó mãi mà chẳng có kết quả gì đâu. Và bây giờ em phải làm thế nào hả thầy? Ôi chào bạn, tôi là Nguyễn Xuân Nam, chuyên gia marketing spa hàng đầu Việt Nam đây. Thì mình muốn chia sẻ với các bạn rằng này, cái hoàn cảnh của bạn ấy thì cả thế giới này nó đều giống như nhau. Thế nếu mà thằng nào cũng chán nản như thế thì lấy đâu ra người vui, đúng không ạ? Và thế giới này nó sẽ thế nào nếu mà suốt ngày chúng ta cứ buồn bã như vậy? Thế thì câu hỏi đầu tiên của chúng ta ấy, đó là em chán nản quá, làm mãi chẳng có kết quả. Thì điều đầu tiên là sống phải vui lên. Cái làm hay không làm ấy, nó cũng chỉ là cái hình thức để mình sống nó qua ngày thôi. Đến cuối cùng thì cũng ra đi thôi mà. Thế đừng có buồn vì cái việc mà làm mãi không có cái gì các bạn nhé. Mình phải sống vui đã, phải xác định đó là sống nó phải vui, sống là phải vui. Và các bạn hãy nhớ điều này này, tiền nó chỉ đến với cái người vui mà thôi. Thế chả có thằng nào mặt buồn suốt ngày mà tiền nó đến được cả. Tiền đến từ đâu? Đến từ việc người ta trả cho bạn, từ việc ông chủ trả cho bạn nếu bạn đi làm thuê. Nếu bạn đi làm thuê mà bạn mặt nhăn nhó suốt ngày thì chủ chỉ có đuổi bạn thôi. Bạn phải vui, đúng không? Ông chủ mới yêu quý, mới tăng lương. Còn nếu bạn đi làm kinh doanh, bạn đi làm bán hàng thì khách hàng thấy bạn vui thì người ta mới trả tiền cho bạn được. Thế cho nên là bạn buồn quá, bạn vừa làm bạn vừa buồn thì chắc chắn luôn là bạn sẽ chẳng bao giờ, bạn cũng cần cù bao nhiêu đi chăng nữa thì bạn cũng sẽ chẳng bao giờ được. Đó các bạn nha, tư duy đầu tiên đó là hãy vui lên. Và cái số 2 nữa này, em cần cù chịu khó mãi nhưng không có kết quả. Thì mình muốn nói với các bạn này, trên đời này có hai loại làm. Loại làm số 1 là làm chỉ để làm. Nó giống như con trâu đi cày ấy, chỉ để cày thôi, không có mục đích gì hết. Và cái số 2 là làm để có kết quả. Những cái người thành công ấy, là những người họ làm để có kết quả. Tức là họ sử dụng thời gian của họ, họ nghiên cứu, họ tìm đủ mọi cách để ra được kết quả mà họ mong muốn. Và họ biết được chính xác kết quả họ mong muốn là gì. Còn những người nghèo chỉ biết làm, chứ họ chẳng biết cái kết quả họ muốn là gì cả. Mặc dù em muốn có tiền, em muốn có nhiều tiền lắm, nhưng hỏi là bao nhiêu tiền thì không biết. Càng nhiều thật càng tốt thầy ạ. Đấy không phải là câu hỏi, câu trả lời cho việc bao nhiêu. Ví dụ bao nhiêu xa, 1 cây, 2 cây, 3 cây. Bao nhiêu giờ, 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng. Đúng không ạ? Bao nhiêu tiền, 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu. Thì tất cả mọi thứ nó phải định lượng rõ ràng bằng con số. Đó các bạn nha. Còn quay trở lại này, làm để có kết quả thì bạn phải học. Bạn phải tìm được cái thị trường, cái nơi mà nó có thể là cho bạn được cái kết quả đó. Nếu bạn muốn kiếm hàng tỷ đồng một tháng mà ở lại làm ở quê của bạn, mà nhất là ở cái vùng hẻo lánh, thì không thể nào có được cái điều đó rồi. Thế cho nên là muốn kiếm được tiền phải về nơi có tiền. Và cái số 2 là muốn kiếm được tiền thì bạn phải học cách kiếm tiền. Cũng giống như là muốn đi bơi được thì bạn phải học cách bơi. Chứ đừng có cố cắm đầu vào làm thì chúng ta chỉ giống con trâu mà thôi. Làm chỉ để làm, nó giống con trâu đó. Là làm không biết tương lai và ngày mai là gì. Đúng không ạ? Được một tí kết quả, được mấy đồng lương, đúng không ạ? Xong rồi sau đó rồi là thấy thấp quá thì bắt đầu than thân trách phận, chán đời các thứ. Thì không được các bạn nha. Hãy thay đổi cách làm. Điều đầu tiên là thay đổi thái độ sống của mình, vui lên. Cái số 2 là thay đổi cách làm cho nó tốt lên. Nếu cái cách làm hiện tại không cho chúng ta kết quả đó, hãy thay đổi đi. Nếu cái nơi chúng ta làm việc hiện tại không cho chúng ta kết quả đó, hãy nghỉ đi, thay thế. Còn nếu cái nơi đó vẫn có cơ hội để mình phát triển hơn nữa thì hãy tìm cách làm khác để làm tốt hơn và nhận được nhiều kết quả hơn. Các bạn nhé, chúc cho bạn sẽ có được cái công việc nó tốt hơn, sự nghiệp nó tốt hơn. Và nếu mà bạn thấy video này hay thì hãy chia sẻ video đến bạn bè của mình. Nếu bạn đang xem video ở trên YouTube thì hãy bấm vào nút đăng ký kênh và bấm vào chuông thông báo để nhận được những video tiếp theo của Lam sớm nhất các bạn nhé. Bye bye.